Hello mọi người nha, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải cái video TikTok mà không có logo hình mờ ở trên dòng máy iPhone và máy Android. Rồi ok, các bạn đừng quên bấm like, bấm chia sẻ cho bạn bè, bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi những video hướng dẫn mới nhất của mình nha. Rồi, thì đối với cái dòng máy iPhone, các bạn muốn tải video nào các bạn hãy mở video đó ra. Sau đó các bạn nháy vào nút mũi tên ở bên dưới này, có nút mũi tên hoặc là dấu 3 chấm, các bạn sẽ nháy vào đó. Rồi. Sau khi nháy vào các bạn để ý là bên dưới thì có cái chữ là Live Photo. Đó, các bạn để ý cho mình cái chữ đó. Các bạn sẽ nháy vào đó cho mình. Sau đó thì các bạn chờ một chút, nó sẽ chuyển đổi thành Live Photo cho các bạn. Rồi, thì sau khi nó load xong thì các bạn sẽ thoát ra cho mình. Rồi sau đó thì các bạn sẽ vào cái phần phần ảnh của máy iPhone các bạn. Có chữ ảnh ấy. Các bạn nháy vào, các bạn kéo xuống dưới thì có cái đó, có hình này, hình video, các bạn sẽ nháy vào. Rồi các bạn kéo dưới một chút, có cái, các bạn để ý bên góc trái bên cuối cùng có cái nút mũi tên đó, biểu tượng mũi tên, các bạn sẽ nháy vào đó cho mình. Rồi ok, sau khi nháy vào thì các bạn, nó hiện ra như này, các bạn sẽ kéo dưới một chút cho mình và các bạn để ý có cái chữ là lưu thành video đó, các bạn sẽ nháy vào đó và nó sẽ lưu cái video không có logo về cho các bạn. Sau khi lưu về, các bạn quay lại, các bạn mở ra, nó đã lưu một cái video đó 17 giây và không có một chút logo nào. Đó là cách tải video TikTok không logo trên máy iPhone. Rồi ok, thì đối với cái dòng máy Android thì các bạn sẽ làm như sau cho mình. Rồi các bạn muốn tải video thì các bạn vẫn mở video ra cho mình. Thì các bạn để ý bên dưới nó có cái dấu 3 chấm hoặc là có dấu chia nút mũi tên chia sẻ đó. Các bạn sẽ nháy vào đó cho mình. Và sau khi nháy vào thì các bạn sẽ thấy có chữ sao chép liên kết, và các bạn sẽ nháy vào chữ sao chép liên kết cho mình. Rồi ok, sau đó các bạn thoát ra, các bạn sẽ vào cái phần Google ở máy các bạn. Sau đó ở phần tìm kiếm các bạn sẽ ghi cho mình như là Slaptic. Đó, Slaptic. Rồi, các bạn sẽ nháy vào nút tìm kiếm ở bên dưới cho mình. Và sau đó thì nó sẽ hiện ra như này. Các bạn sẽ nháy vào chữ tải video TikTok không có logo hình mờ. Sau đó thì nó sẽ hiện ra như này, thì các bạn sẽ ở cái phần dán liên kết TikTok vào đây, các bạn sẽ giữ liệt ngón tay vào đó. Và nó hiện ra cái chữ dán, các bạn sẽ nháy vào dán. Rồi sau đó thì các bạn sẽ nháy vào chữ download. Nó hiện ra như này thì các bạn để ý là có cái dòng download server 1, server 2, server 3. Các bạn sẽ nháy vào download server 1 cho mình. Rồi nó hiện ra như này ở phần quảng cáo của nó. Các bạn sẽ nháy vào chữ X ở bên trên. Đó, các bạn sẽ nháy vào cái chữ X ở bên trên cho mình. Sau đó các bạn để ý bên dưới là nó đã tải cho các bạn rồi. Nó hiện ra chữ mở như này. Sau đó thì các bạn sẽ thoát ra vào cái phần lưu ảnh và tệp của các bạn. Các bạn mở ra nó đã không có logo như này rồi. Rồi chúc các bạn thành công nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình.